Chào mừng các bạn đã đến với Luận BK Channel. Sau đây là những thông tin chính đáng chú ý của bóng đá thế giới diễn ra trong đêm ngày 12 tháng 7 và dạng sáng 13 tháng 7 2023. Đền bù cho bản tin ngày hôm qua bị hoãn vì Luận BK ốm, nên hôm nay sẽ bùng nổ rất nhiều tin tức. PSG vẫn rất thích Marcus Rashford. Mặc dù tiền đạo người Anh vừa mới ra hợp đồng cùng Man United không lâu, nhưng với phong độ chói sáng mùa giải vừa qua của Rashford thì mức độ thèm muốn của PSG với cầu thủ này vẫn chưa hề giảm xuống. Thậm chí lúc này còn tăng thêm khi mà tình hình của tiền đạo người Pháp là Kylian Mbappe đang vô cùng rối ren. Hiện tại vẫn chưa có lời đề nghị chính thức nào đến từ đội bóng nước Pháp. Họ vẫn phải chờ ít nhất thêm là 2 tuần nữa để nhận được câu trả lời rõ ràng của Mbappe rồi mới quyết định tiếp cận Rashford. Victor Gyökeres thiết lập kỷ lục chuyển nhượng cho Sporting Lisbon. Tiền đạo sinh năm 1998 người Thụy Điển này đã trải qua một mùa giải ấn tượng cùng Coventry City tại giải hạng nhất Anh. Gyökeres đã ghi được 21 bàn thắng sau 46 trận, đứng thứ 2 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải đấu. Với phong cách chơi mạnh mẽ, quyết đoán, dứt điểm đa dạng, anh đã khiến đội bóng Bồ Đào Nha là Sporting Lisbon quyết định chi ra 24 triệu euro, kỷ lục của câu lạc bộ để đưa anh về. Dự kiến anh sẽ có mặt tại Lisbon vào đêm nay để hoàn tất thương vụ này. Thương vụ Onana đến MU có biến động nhỏ. Những tưởng vụ chuyển nhượng thủ thành Onana từ Inter đến MU sẽ nhanh chóng được hoàn thành. Thế nhưng trong diễn biến mới nhất, câu lạc bộ nước Ý đang cần khá nhiều tiền để chốt xong câu chuyện dài kỳ với tiền đạo Romelu Lukaku của Chelsea. Dự kiến lời đề nghị mới nhất của Inter sẽ có giá trị tổng gần 40 triệu euro dành cho Lukaku. Chính vì vậy họ sẽ vòi vĩnh MU thêm chút tiền nữa ở thương vụ Onana để lấy tài chính trang trải cho thương vụ kia. Mối quan hệ tay ba giữa Chelsea, Inter, MU đang thực sự phức tạp. Tottenham tìm hướng giải quyết cho hai cầu thủ Davinson Sanchez và Lo Celso. Cả hai người đều đã không còn nằm trong kế hoạch của tân huấn luyện viên trưởng Postecoglou. Vì vậy đội bóng thành London đang cố gắng xúc tiến nhanh các công đoạn để giải quyết sớm Sanchez cùng Lo Celso nhằm kiếm về một số tiền kha khá, mua được một hoặc hai trung vệ mới. Hiện tại đang có Galatasaray nhắm đến Davinson Sanchez với mức phí dự kiến chừng 9 triệu euro, còn Lo Celso được Real Betis để ý. Tottenham vẫn mong muốn có một mức phí cao hơn chút nữa dành cho cả hai. Juventus muốn nhận được ít nhất 70 triệu bảng cho Vlahovic. Trải qua một mùa giải cực kỳ bất ổn và mùa giải tới cũng chưa có gì đảm bảo về sự ổn định, nên đội bóng nước Ý xác định rõ ràng một điều, họ có thể sẽ tuột mất các cầu thủ chủ chốt trong kỳ chuyển nhượng hè này. Hiện tại tiền đạo chủ lực Dusan Vlahovic vẫn đang là cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất, dù trong mùa giải vừa qua phong độ cầu thủ này không hề tốt. Theo báo cáo mới nhất, ban lãnh đạo Juventus mong muốn thu về ít nhất 70 triệu bảng nếu đội nào muốn mang Vlahovic đi. Đây là lời nhắn nhủ nhẹ nhàng cho Chelsea cùng Arsenal. Man United chính thức có lần tiếp cận đầu tiên với Amrabat. Sau những tin đồn bị chính Fiorentina phủ nhận, thì hôm nay Quỷ Đỏ đã chính thức có cuộc gặp đầu tiên với ban lãnh đạo đội bóng nước Ý, bàn về thương vụ tiền vệ Sofyan Amrabat. Mặc dù mới chỉ là bước tiếp xúc đầu tiên, nhưng MU khá tự tin về mức độ thành công của cuộc đàm phán này. Sau khi để hụt mất tiền vệ Adrian Rabiot, thì huấn luyện viên Ten Hag lại tiếp tục bổ sung các cái tên tiền vệ chất lượng khác. Và mặc dù Amrabat luôn luôn muốn đến Barca, nhưng đội bóng Tây Ban Nha đang quá khó khăn về tài chính. Đối thủ của MU lúc này chỉ còn Bayern mà thôi. Postecoglou không lo lắng nếu Kane ra đi. Tân huấn luyện viên trưởng của Tottenham Hotspur, ông Postecoglou trong bài phỏng vấn mới đây đã rất thoải mái về các câu hỏi liên quan đến Harry Kane. Ông hoàn toàn tự tin về việc giữ chân Kane ở lại thêm nhiều mùa giải nữa. Và nếu tiền đạo người Anh ở lại, thì Kane có thể nhận mức lương lên đến 400.000 bảng một tuần, mức lương kỷ lục của câu lạc bộ. Hiện tại Bayern vẫn bám rất sát tiền đạo này. Lời đề nghị thứ hai trị giá 80 triệu euro bị từ chối và họ lại chuẩn bị cho lời đề nghị lần thứ ba. Lukaku lại chậm trễ trong ngày trở về Chelsea. Tiền đạo người Bỉ đang được coi như một cục nợ cực lớn, làm các fan của Chelsea thấy chán ngán. Thêm một lần nữa anh lại hành xử rất khây khó chịu. Theo lịch trình thì tiền đạo này sẽ phải có mặt trên sân tập Chelsea vào ngày 12 hoặc 13 tháng này để phục vụ cho mùa giải mới. Đó cũng là nghĩa vụ, là trách nhiệm của cầu thủ đang còn hợp đồng với câu lạc bộ. Thế nhưng cục nợ này lại tự ý lùi lịch lại, chờ đến tận ngày 17 mới có thể quay về, bởi anh còn đang mong Inter Milan sẽ mua được mình trong vài ngày nữa. Milinkovic-Savic chính thức gia nhập Al Hilal. Như vậy là bến đỗ của cầu thủ mệnh danh ông trùm tin đồn này đã được xác định. Al Hilal, câu lạc bộ thuộc giải Ả Rập. Đội bóng đã mua được Ruben Neves và Kalidou Koulibaly trước đó. Mức phí mà đội bóng Ả Rập chi ra là 40 triệu euro, so với các mức phí của vài năm trước là hàng trăm triệu euro từ các câu lạc bộ lớn thì đây còn là một bất ngờ. Hợp đồng cá nhân cũng chuẩn bị được thông qua, Savic có thể được nhận mức lương lên đến 20 triệu euro một mùa. Hợp đồng thời hạn là 3 năm, buổi kiểm tra y tế cũng đã được Al Hilal lên lịch sẵn. Chelsea đang gặp rắc rối trong thương vụ Caicedo. Đội bóng thành London đang sa lầy một cách đúng nghĩa vào thương vụ Moises Caicedo khi họ tốn quá nhiều thời gian, tiền bạc cũng như công sức để thuyết phục đội bóng chủ quản Brighton. Rất rõ ràng, Caicedo muốn đến Chelsea, anh công khai bày tỏ quan điểm và liên tục thúc giục ban lãnh đạo Brighton nhanh chóng quyết định. Thế nhưng, Brighton đang học West Ham, cố gắng bằng mọi cách để moi thêm tiền từ Chelsea hoặc từ câu lạc bộ khác nếu nhảy vào. Thỏa thuận vài ngày trước tưởng chừng đã được đồng ý, nhưng rồi họ lại thay đổi và đang làm ban lãnh đạo Chelsea thực sự giận dữ. Nhưng giận để làm gì, vì Brighton mới là đội nắm đằng chuôi. Al Nassr bị cấm đăng ký cầu thủ mới. Diễn biến bất ngờ cho những người hâm mộ CR7 và câu lạc bộ Al Nassr.
Những tưởng với tiềm lực tài chính cực khủng của mình thì không có một câu lạc bộ nào ở giải Ả Rập sẽ phải nhận án phạt liên quan đến tiền bạc. Ấy vậy mà Al Nassr đã bị Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đưa ra án phạt, cấm không được đăng ký cầu thủ mới từ ngày hôm nay. Nguyên do là vì họ đã từng ăn quỵt, không thể thanh toán đúng hạn số tiền phụ phí 390.000 bảng trong thương vụ Ahmed Musa với câu lạc bộ Leicester City hồi năm 2018 đến 2020. Al Hilal lại tiếp tục nhắm đến ngôi sao mới. Ngay khi vừa chốt xong Milinkovic-Savic, trước đó đã có Ruben Neves cùng Koulibaly, thì hôm nay họ lại tiếp tục vươn bàn tay của mình sang giải ngoại hạng Anh, mục tiêu vớt tiếp về một ngôi sao tấn công ấn tượng khác, Alexander Mitrovic của Fulham. Mức giá dự kiến một đội bóng Ả Rập chi ra là 30 triệu euro và cũng bị Fulham từ chối lập tức, nhưng Al Hilal sẽ quay lại với mức giá cao hơn. Mitrovic chính là mục tiêu dự phòng khi mà đội bóng Ả Rập thất bại trong việc thuyết phục Lukaku đến thi đấu. Loïs Openda chính thức gia nhập RB Leipzig. Tiền đạo người Bỉ sinh năm 2000 đã có những bước tiến ấn tượng trong mùa giải vừa qua và anh đã chính thức hoàn tất thương vụ chuyển nhượng của mình. Bến đỗ là vườn ươm tài năng trẻ hàng đầu châu Âu RB Leipzig, nơi có khả năng chắp cánh cho rất nhiều những tiền đạo tiềm năng để rồi ra đi với mức giá khủng. Lần này Leipzig quyết định chơi lớn, phá kỷ lục mua về của câu lạc bộ với mức giá 40 triệu euro dành cho Openda. Hợp đồng của anh này với đội bóng Đức kéo dài đến tháng 6 2028. Mason Mount có màn ra mắt MU không ấn tượng. Trong trận đấu giao hữu giữa Man United cùng Leeds vừa diễn ra không lâu, thì bản hợp đồng mới Mason Mount đã được huấn luyện viên Ten Hag cho ra sân ngay từ đầu, với kỳ vọng anh này sẽ biểu hiện thật tốt, xứng đáng với mức giá 60 triệu bảng mà câu lạc bộ đã bỏ ra. Thế nhưng, Mount đã có màn trình diễn khá nhạt nhòa, một phần cũng vì mùa giải vừa qua anh dự bị quá nhiều tại Chelsea. Trận này MU thắng 2-0 với các pha ghi bàn của Noam Emiran và Joe Hargill. Đặc biệt ấn tượng với cái tên Emiran, anh thi đấu nhanh nhẹn và thành thoát. Vừa rồi là những thông tin bóng đá thế giới đáng chú ý trong đêm ngày 12 tháng 7 và rạng sáng 13 tháng 7 được tổng hợp bởi Luận BK. Hãy nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị cùng các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.